Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 20 tháng 4 năm 2018. Hoàng Long kính chào quý vị. Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc tập trận trên Biển Đông. Một phụ nữ định tự thiêu ở tỉnh Bình Định để phản đối cưỡng chế nhà. Aung San Suu Kyi thăm Việt Nam, giới hoạt động nói không kỳ vọng gì nữa. Và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 4 nói các hoạt động của các bên liên quan ở Biển Đông không có sự đồng ý của Hà Nội là phi pháp, trong khi Trung Quốc trong tuần này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận trên vùng biển có tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại một buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Năm đưa ra phản ứng của Việt Nam về các diễn biến gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm các cuộc tập trận và việc đưa máy bay ra bãi đá Vành Khăn. Quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng và nhất quán, và mong muốn các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, bà Hằng nói trong một phát biểu được đăng trên website của Bộ Ngoại giao. Trang tin VN Express dẫn lời bà nói thêm, các hoạt động của các bên liên quan ở Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp. Phát biểu này dường như không được đăng lại trên website của Bộ Ngoại giao. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 10 tháng 4 thông báo diễn tập ở 7 điểm khác nhau trên Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Hôm 12 tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì một buổi lễ duyệt binh hải quân trên Biển Đông mà Tân Hoa Xã gọi là lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tin nói cuộc tập trận gần đảo Hải Nam có sự tham dự của hơn 10.000 binh sĩ cùng 48 chiến hạm và 76 chiến đấu cơ, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu ngầm mới nhất. Một phụ nữ ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đổ xăng lên người tự thiêu để phản đối cơ quan chức năng cưỡng chế nhà vào ngày 18 tháng 4. Người phụ nữ này được xác định danh tính là Đỗ Thị Lặng. Do được phát hiện và dập tắt lửa kịp thời, bà chỉ bị bỏng cánh tay và đỏ da vùng ngực, các bản tin cho biết. Bà được cho xuất viện trong cùng ngày. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa cho biết trong lúc lực lượng của phường cưỡng chế tháo dỡ căn nhà tạm của bà Lặng, bà đã đi vào phòng, đóng cửa lại và đổ xăng lên người châm lửa tự thiêu. Tin cho hay gia đình bà Lặng bị nhà nước thu hồi nhà đất để làm khu dân cư và chỉ hỗ trợ một khoản tiền nhỏ mà không có bồi thường về đất. Bà được nói là đã đi khiếu nại 10 năm nay nhưng không được chính quyền giải quyết. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa cho biết gia đình bà Lặng không đủ điều kiện để được giao đất tái định cư vì đất thu hồi của bà Lặng là đất tự bồi trúc để sản xuất muối, loại đất nông nghiệp. Bà làm nhà tạm để ở nên chỉ được bồi thường hơn 12 triệu đồng khi thu hồi đất. Sau khi bà Lặng xây dựng nhà tạm để ở vào tháng 9 năm 2015, chính quyền đã lập biên bản xử lý vi phạm và tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà một tháng sau đó. Tuy nhiên, việc cưỡng chế lần trước bất thành vì vấp phải phản ứng dữ dội của gia đình bà Lặng. Trong khi cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đang có chuyến công du ở Việt Nam, các nhà hoạt động trong nước nói họ không còn kỳ vọng gì từ người từng được tôn vinh là ngọn hải đăng của phong trào dân chủ Myanmar, nói rằng thần tượng của họ giờ đã bị hoang ố. Chuyến thăm của bà Suu Kyi trong hai ngày 19 và 20 tháng 4 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar, vốn đã được nâng cấp khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm cấp nhà nước tới Myanmar vào tháng 8 năm 2017. Nhưng giới hoạt động dân chủ tại Việt Nam tỏ ra thờ ơ với chuyến thăm của khuôn nguyên Nobel Hòa Bình và biểu tượng thế giới về đấu tranh dân chủ một cách ôn hòa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự nổi tiếng tại Việt Nam, nói ông không kỳ vọng gì từ nhà lãnh đạo của Myanmar. Ông cho rằng việc bà Suu Kyi thất hứa trong nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của mình như trả tự do cho tù nhân lương tâm hay nhân quyền cho người thiểu số Hồi giáo Myanmar đã làm hoang ố hình ảnh của bà. Từ trả tù nhân lương tâm cho đến chuyện người Rohingya, có thể nói rằng cái tấm gương của bà đã bị lu mờ đi rất nhiều. Trước đây, không ít người trong giới hoạt động dân chủ tại Việt Nam ngưỡng mộ bà Suu Kyi vì những hy sinh của bà cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Myanmar. Nhưng sau khi lên nắm quyền, việc bà gần như im tiếng trước tình trạng bạo lực nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở đất nước bà đã vấp phải chỉ trích của nhiều người trong cộng đồng quốc tế. Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ bà Aung San Suu Kyi trong cái giai đoạn bà ấy đấu tranh thôi. Còn bây giờ tôi coi bà ấy bình thường, không có một chút gì ngưỡng mộ cả. Thậm chí tôi sẵn sàng có thể chỉ trích bà nếu như tôi được gặp bà nói chuyện. Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ cho biết kể từ tháng 8 năm ngoái, gần 700.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy lánh một cuộc đàn áp tàn bạo của quân đội Myanmar, bao gồm các vụ giết người, cưỡng hiếp và phóng hỏa trên diện rộng. Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã gọi đây là một vụ thanh lọc sắc tộc.
Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Chung cư Nguyễn Công Trứ nằm ngay giữa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bên cạnh chợ trời Hà Nội, khu chợ nổi tiếng của thời kinh tế tập trung bao cấp. Bất cứ thứ hàng hóa nào nhà nước bóp chặt, không cho lưu thông trên thị trường, thì đến chợ này đều có thể mua được. Đây được xem là một khu chung cư cũ nát nhất trong các chung cư cũ nát ở thành phố Hà Nội. Đã được báo động hư hỏng, sửa chữa từ những năm 2004 đến nay, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng, tường vôi, bê tông vẫn tiếp tục đổ nát. Khu tập thể này xây dựng từ năm 1960, từ năm 1960 của thế kỷ trước. Cho đến bây giờ thì coi là tình hình như thế là trải qua bao là hơn 60 năm thì coi là nó cũng xuống cấp rất là nhiều. Phòng thì phòng là thường thường là 24m, tập thể 24m, thế còn các phòng đầu hồi nhỏ thì khoảng 14 đến 16m gì đó. Không chắc chắn như thế nhưng mà thường thường là như thế. Thế còn thì nhà thì xuống cấp thì quá là xuống cấp rồi gì đó. Thế bảo xây từ năm 2004 sửa sang này đến bây giờ thì mấy chục năm mà chả thấy sửa thì các cầu thang, nhất là các cầu thang mà đi xuống lên các tầng ấy, thì nó cũng bị ẩm mốc rất là nhiều. Thế thì, và có cái hiện tượng là cũng có nhiều nhà là coi là bị dột tầng nọ từ tầng 4 xuống đến tầng 1 thì coi là cũng nhiều nhà là cũng bị với trạng thái là cũng bị dột. Hiện tại, tình trạng các cầu thang, hành lang chung cư bị ẩm mốc, trơn trượt, bê tông nứt nẻ. Một số căn hộ trên tầng cao đã bị cây mọc hoang ăn rễ vào tận phòng, gây nứt tường. Hệ thống điện hành lang chung cư thiếu trầm trọng bởi hệ thống dây âm tường đã quá cũ, tuy thiếu ánh sáng nhưng người dân không dám thay bóng đèn. Một số căn hộ ở các tầng thấp bị nước từ tầng trên giọt xuống và người ở tầng dưới mỗi khi thấy nước giọt thì gọi điện thoại báo cho tầng trên hạn chế xài nước. Ở một số hành lang tầng cao, việc đi lại có thể tạo ra độ rung nhất định, có thể cảm nhận được. Nhà nước là cấp sổ đỏ cho từng căn hộ một. Thế thì coi là và cái khu của người này thì coi là cũng có phần là nếu mà ai mà coi ở tầng dưới mà cũng có điều kiện là cơi nới ra được thêm được chút đỉnh để ở, bởi vì là dân số thì của từng gia đình là cũng là tăng lên. Giờ mà nhà nước phải hỗ trợ như nào, sửa sang về hạch toán như nào để cho dân người ta phù hợp người ta mới sửa được chứ. Chứ bây giờ một người dân thì sao mà tập hợp được tất cả những ai đứng đầu, người dân thì sao người ta đứng đầu người ta tập hợp được. Chỉ có nhà nước ủng hộ về tập hợp thì giải quyết như nào thì người ta phù hợp thì người ta mới làm được chứ. Tình trạng lộn xộn, bừa bộn và chật cứng ở chung cư Nguyễn Công Trứ có thể nói là tình trạng điển hình bởi do số người trong các gia đình ngày càng tăng mà không gian sinh hoạt ngày càng phải thu hẹp bởi nước giọt, tường nứt, cửa hỏng. Nhưng có một điều rất lạ là giá rao bán mỗi căn hộ chung cư cũ nát này tại Hà Nội lại khá cao. Mỗi mét vuông dao động từ 30 triệu đồng tới 40 triệu đồng. Nhiều căn hộ cũ nát, ẩm mốc được hét với giá gần tỷ đồng. Đương nhiên là chưa thấy ai mua và người ta vẫn treo giá như vậy cùng với sự ẩm mốc của nó. Xóm nằm trong hẻm 11 và con hẻm 24, đường Thủ Khoa Huân, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Nhà nào có diện tích trên 10 mét vuông được xem là đại gia. Gọi đây là xóm nhà thùng cắt tông, bởi giữa trung tâm thành phố Sài Gòn ở thế kỷ 21 này vẫn có một xóm trên 300 nhà, có diện tích hẹp nhất là 2 mét vuông và rộng nhất chừng 14 mét vuông. Nhiều nhà che bằng tấm cắt tông và trong căn nhà giống như một chiếc hộp cắt tông. Nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa, nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, mọi hoạt động của 9 người, 10 người đều được gói gọn trong không gian 2 mét vuông, 4 mét vuông. Ở đây rồi, hồi đời cũng dịm luôn mà. Mấy chục năm rồi. Ở năm tôi mới sinh là 1951 tới giờ luôn rồi. Mình ở đây cũng có thể kiếm cơm ăn được. Không muốn đi đâu nữa đó. Bây giờ đó, tại vì nhà dột quá. Giờ làm ráng kiếm tiền, lập nhà thôi. Là rộng nhất á là nhà này 18 mét, nhà một kia hai mấy mét là lớn nhất á. Trong đây cũng có căn cũng là mười mấy mét, vô kia còn căn mấy mét không à. Nghĩa là 6 mét, 5 mét không rồi. Khu vực này là lớn nhất á. Có một điểm khá đặc biệt là hầu hết các nhà trong hẻm 11 và con hẻm 24 còn dự bằng khoáng sở hữu đất trước 30 tháng 4 năm 1975. Chủ nhân của các ngôi nhà này cũng không được quyền xây nhiều tầng, bởi cơ quan quản lý đô thị chỉ cho phép họ sửa chữa, giữ nguyên trạng. Với diện tích chật hẹp, có thêm một căn gác xếp,
Tổng diện tích nhà rộng nhất được 26m2 sau khi trừ đi phần cầu thang và nhà chật nhất là 4m2. Có thể nói là đời sống quá chật chội và ngột ngạt. 10 nhân khẩu cũng buôn bán bình thường, bán bữa nào ăn bữa nấy, không có gì hết. Bảo là chủ hộ. Ngày nào kiếm cơm, ngày nào ăn ngày nấy à. Tất cả là 10-20 người. Nhưng mà chiều tối tụi nó về nhà bớt, bên vợ, bên chồng cũng về bệnh ở bớt. Còn đây thì còn lại 7-8 người thôi. Chiều tối ở được 7-8 người. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhờ biết cách điều tiết và thích ứng, thậm chí làm quen và sống vui với không gian chật, nhiều đôi vợ chồng trẻ ở hẻm 11 và con hẻm 24 sống rất hạnh phúc. Tầng trên dùng để làm việc với lại bé nó ngủ. Còn tầng dưới thì mình nấu ăn với lại cái phòng nhỏ để hai vợ chồng. Mình sắp xếp thì thấy nó cũng gọn gàng, thoải mái, rất là hạnh phúc. Mặc dù không gian nó rất là nhỏ. Ban đêm, hầu hết xe máy, vật dụng đều được mang ra trước cửa nhà để dành không gian cho việc ngủ nghỉ. Và người dân nơi đây có cách giữ an ninh riêng của họ, không có trộm cướp, giật giọc nào vào hai con hẻm này được. Dường như khi bước vào hai con hẻm này, chúng tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác của Sài Gòn. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Triều Tiên bày tỏ mong muốn giải trừ hạt nhân toàn diện và không mưu tìm các điều kiện, như trước tiên, quân đội Mỹ phải rút khỏi Hàn Quốc, theo lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hôm 19 tháng 4. Ông Moon nói rằng, những thỏa thuận tổng quát về bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và Hoa Kỳ không quá khó khăn mới có thể đạt được thông qua các hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ nhằm mục đích kiềm chế các chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Từ nhiều năm qua, Triều Tiên nói rằng họ có thể cân nhắc việc từ bỏ chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ rút quân khỏi Hàn Quốc và bỏ lá chắn hạt nhân từ Hàn Quốc và Nhật Bản do Mỹ thiết lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 18 tháng 4 rằng ông Mike Pompeo, giám đốc CIA của Mỹ vào tuần trước, đã thăm Triều Tiên và gặp lãnh tụ Kim Jong-un. Dự kiến, ông Trump sẽ gặp ông Kim vào tháng 5 hoặc tháng 6. Trong khi đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết hôm 19 tháng 4 rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng của nước này sẽ nhóm họp vào 20 tháng 4. Ông Miguel Díaz-Canel đã được chuẩn thuận làm chủ tịch kế tiếp của Cuba, đánh dấu lần đầu tiên trong 60 năm qua, quốc gia cộng sản này có một nhà lãnh đạo ngoài gia đình Castro. Ông Díaz-Canel, 57 tuổi, ứng viên duy nhất cho chức vụ này, được lựa chọn cho một nhiệm kỳ 5 năm bởi các nhà lập pháp, theo truyền thông nhà nước. Diễn biến này dự kiến sẽ không đưa tới sự thay đổi to lớn nào. Khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Năm, ông Díaz-Canel hứa sẽ tiếp tục cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của gia đình Castro. Ông Díaz-Canel kế nhiệm ông Raúl Castro, 86 tuổi, em trai của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro. Ông Raúl làm tổng thống trong 10 năm cho đến khi ông từ nhiệm. Ông Castro sẽ vẫn duy trì ảnh hưởng lớn vì ông vẫn là người đứng đầu Đảng Cộng sản cho tới Đại hội Đảng vào năm 2021. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết sự chuyển tiếp quyền lãnh đạo là mối lo ngại lớn đối với chính quyền Trump bởi vì nó không dân chủ. Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Tư cho biết họ đã không đạt được một thỏa thuận cho Nhật Bản miễn chịu thuế mới của Mỹ đánh vào thép và nhôm nhập khẩu, điều mà ông Abe đã muốn. Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo thông báo họ đã đồng ý bắt đầu các cuộc thương thuyết về một thỏa thuận thương mại mới, tự do, công bằng và đối ứng giữa hai nước sau hai ngày hội đàm. Ông Trump nói rằng thâm hụt thương mại hiện tại giữa hai nước là quá cao để có thể được miễn trừ bây giờ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản là 56,1 tỷ đô la vào năm ngoái. Đó là một sự thất vọng đối với Nhật Bản. Hầu hết các đồng minh quan trọng khác của Mỹ, bao gồm Úc, Canada, Liên minh châu Âu và Mexico đã được Mỹ miễn trừ các biện pháp bảo hộ của ông Trump. Và Nhật Bản trước đây đã bày tỏ sự miễn cưỡng đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, nói rằng họ muốn Mỹ tái gia nhập thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Trump đã nói rõ rằng ông muốn có một thỏa thuận thương mại song phương với Nhật Bản thay vì tái gia nhập TPP. Nhưng ông Abe dường như giành được những bảo đảm từ ông Trump liên quan đến Triều Tiên. Ông Trump hứa trong cuộc hội kiến với lãnh tụ Kim Jong-un, ông sẽ nêu lên vấn đề công dân Nhật Bản đã bị miền Bắc bắt cóc. Ông Abe đã đặt vấn đề này là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. V
Vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã có phiên họp cấp cao tại thủ đô Washington DC để đánh giá tình hình tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia hiện nay. Phiên họp đã dành nhiều thời gian để lắng nghe mục sư Nguyễn Công Chính, cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam, trình bày về những vấn đề liên quan tới tình trạng chính quyền Hà Nội vẫn đang tiến hành các hình thức đàn áp tôn giáo ở nhiều địa phương khác nhau. Tôi cảm thấy rằng là rất là vinh hạnh được đại diện cho những cái người bị đàn áp ở trong nước để mà nói cái tiếng nói đến với quốc tế, trình bày những cái cảnh đàn áp những người đã bị ngược đãi ở trong tù và cái hiện tình đất nước hiện nay. Chúng tôi đã làm việc trước để mà được nhắc đến rất nhiều, đó là cái hội cờ đỏ hiện nay là một cái hiện tượng đang đe dọa rất nhiều các cộng đồng công giáo ở tại Việt Nam. Và chúng tôi có tài liệu, tập tài liệu được ban tổ chức phân phối ngày hôm nay cho tất cả những quan khách tham dự. Bên cạnh đó thì Ủy ban cũng đã lắng nghe câu chuyện về Thiền sư Thích Quảng Độ, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, người năm nay dù đã 90 tuổi nhưng hiện vẫn đang bị Hà Nội quản chế tại ngôi chùa nơi ông tu hành. Theo nhận định chung của nhiều đại biểu tham dự phiên họp thì cần phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC, thậm chí phải áp dụng luật Magnitsky toàn cầu với các giới chức Hà Nội vì vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo trong những năm gần đây. Chúng tôi biết rằng chính quyền Việt Nam đang sử dụng những biện pháp kinh khủng để đàn áp tôn giáo và những người bất đồng chính kiến. Họ đã bỏ tù nhiều người với mức án rất nặng nề chỉ vì những người này thực hành niềm tin tôn giáo hay thể hiện chính kiến của mình. Tôi cho rằng việc thực hiện các chế tài về thương mại và ngoại giao là rất cần thiết để buộc chính quyền Việt Nam phải thay đổi cách hành xử của mình. Chúng tôi biết tình trạng chính quyền Việt Nam sử dụng hội cờ đỏ, một nhóm xã hội đen làm lực lượng đàn áp tôn giáo ở nhiều địa phương hiện nay. Bởi như vậy, họ có thể chối bỏ mọi trách nhiệm và nói rằng không phải cảnh sát, an ninh và không phải chúng tôi đàn áp tôn giáo nhé. Tất cả những vấn đề này đều được chúng tôi theo dõi sát sao và sẽ có những báo cáo cụ thể lên Quốc hội Mỹ. Cũng tại phiên họp này, bà Christine Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, chính thức công bố quyết định chọn Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong 7 tù nhân lương tâm tiêu biểu cho tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới. Tháng 9 năm 2004, lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC do đã vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và kinh hoàng. Vào tháng 11 năm 2006, Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này vì khi đó dường như Hà Nội đã thể hiện một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo với mong muốn được tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Khắp nơi trên thế giới, tự chụp ảnh cho mình đã trở thành một hiện tượng truyền thông xã hội. Trong khi tại một số nơi đây được coi như hành vi không đẹp, thì tại một địa điểm thuộc thành phố Los Angeles, nó lại được chào đón mọi lúc. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Chúng ta thường nghĩ rằng tự chụp ảnh cho mình là một phát minh của thế kỷ 21. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Sáng lập viên của bảo tàng selfie mới mở tại Los Angeles chứng minh rằng khao khát ghi lại hình ảnh bản thân đã có từ cách đây hàng trăm năm. Các hoàng đế La Mã, rồi Mona Lisa, rồi những bức chân dung tự họa của Dürer và Rembrandt, và ngay cả những bức ảnh đen trắng mà ông bà ta hay để đầu giường, đều là minh chứng cho lịch sử lâu đời của chụp ảnh selfie. Tôi nghĩ rằng việc tự chụp ảnh không hề mới, cho dù một vài người như Paris Hilton thích nghĩ rằng cô ấy sáng tạo ra nó, và mặc dù cô ta khiến nó trở thành trào lưu, nhưng ảnh tự chụp không phải là một khái niệm mới mẻ. Con người ta đã thích tự họa bản thân, tự chụp hình hay tự vẽ chân dung kể từ khi loài người bắt đầu vẽ trên thành hang động. Điều duy nhất thay đổi cho đến lúc này, đó chính là công nghệ. Giờ đây, bạn không cần tốn hàng giờ ngồi đợi để được vẽ chân dung. Chiếc camera trên máy điện thoại thông minh có thể cho bạn một tấm ảnh chất lượng cao chỉ trong nháy mắt. Trong trường hợp bạn không thích bức ảnh đó, đơn giản là chỉ cần chụp lại. Tôi chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm. Ảnh tự chụp rất tiện lợi, vì bạn có thể biết trước bức ảnh trông như thế nào trước khi chụp. Riêng cái việc ngồi chụp 70 bức ảnh để chọn ra một bức ưng ý đã là vui rồi, bởi tôi biết ai cũng là thế cả. Tôi chắc chắn cũng như vậy. Và mỗi khi lựa ra được tấm ảnh ưng ý, tôi đều cảm thấy rất vui. Theo thống kê của Instagram,
Một trong những địa điểm yêu thích để tự chụp ảnh selfie đó chính là trong phòng tập thể dục. Có tới hơn 2 triệu bức ảnh được gắn mác Gym Selfie. Hai địa điểm cũng rất phổ biến khác là trong xe hơi và nhà tắm với hơn 1,3 triệu bức ảnh. Thực tế này khiến những nhà quản lý bảo tàng ngạc nhiên đến mức họ quyết định dành hẳn một khu nhà vệ sinh không có gương. Họ hy vọng sẽ khiến du khách ngẫm nghĩ xem thói quen chụp selfie đi xa tới mức nào. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những người sáng lập bảo tàng này còn thiết kế những phông nền để chụp ảnh cực kỳ ấn tượng. Nó có thể là tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thế giới Dubai Burj Khalifa hay ngai sắt trong bộ phim Game of Thrones. Cho dù cả hai đều là cảnh giả, nhưng những bức ảnh selfie với chúng tất nhiên làm cho người chụp cảm thấy thật sang chảnh. Nghiện chất opioid đang tạo ra một cuộc khủng hoảng tại Hoa Kỳ với hơn 2 triệu người Mỹ phải phụ thuộc vào các loại thuốc giảm đau, theo các chuyên gia. Giờ đây, loại hình châm cứu cổ truyền của người Hoa đang cung cấp một giải pháp thay thế cho các loại thuốc giảm đau opioid và giúp những người đã nghiện thuốc. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Mỗi mũi kim châm khiến cho David Ramsey giảm bớt cơn đau mãn tính ở lưng và hai chân. David đã sử dụng dịch vụ châm cứu sau thời gian bị lệ thuộc vào những loại thuốc giảm đau vì một cú ngã. Tôi đã dùng Oxycontin, Oxycodone và cả morphine để giảm đau. Kể từ khi bắt đầu điều trị bằng châm cứu, David đã có thể hướng tới một cuộc sống không có những viên thuốc giảm đau opioid. Những gì mà châm cứu mang lại cho tôi, thứ nhất, nó làm giảm mức độ đau đớn. Thứ nhì là một cảm giác nhìn chung khỏe mạnh. Để tìm ra một phương pháp thay thế cho thuốc giảm đau gây nghiện, nhiều bác sĩ đã tìm tới các chuyên gia châm cứu, những người cho rằng kỹ thuật cổ đại từ Trung Hoa là một cách tốt hơn để kiểm soát cơn đau. Chúng ta cần một điều gì khác ngoài các loại thuốc gây nghiện và châm cứu thực sự hiệu nghiệm. Tại trung tâm lo về các vấn đề của cựu chiến binh ở Rhode Island này, châm cứu đang được sử dụng như một hình thức thay thế cho các loại thuốc giảm đau gây nghiện. Cựu chiến binh Harry Garcia đang trải qua một cách điều trị mới để giảm đau nhanh, với kim đặt vào tai trong vài ngày để giúp đối phó cơn đau. Khả năng đi bộ của tôi đã tốt hơn, tôi có thể chịu đựng nhiều hơn, vì vậy tôi tiếp tục làm châm cứu tháng này qua tháng khác. Vị bác sĩ này đang điều trị cho 4 cựu chiến binh mỗi tuần tại trung tâm. Cựu chiến binh có nhiều vấn đề đau đớn hơn so với mọi người nói chung, vì thời gian phục vụ quân ngũ, vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm điều gì khác cho họ mà không phải là các dược phẩm gây nghiện. Nhưng một số chuyên gia y tế nghi ngờ liệu châm cứu có hiệu quả hơn các loại thuốc gây nghiện để điều trị chứng đau mãn tính hay không? Có thể có một lượng hiệu ứng giả dược, một phần của phản ứng với châm cứu. Nói vậy nghĩa là nó cũng khá hiệu quả so với việc không điều trị. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, trung bình có 115 người Mỹ chết mỗi ngày do dùng quá liều thuốc giảm đau. Có lẽ, châm cứu sẽ là một cách để hạn chế số nạn nhân của cuộc khủng hoảng này trong dài hạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is fit in from the Emoji Movie. This film tells a story involving emojis, the images used to express emotions in text messages. An emoji named Gene wants to be normal. For him, that means having just one expression instead of many. Listen for the saying, fit in. I'm an emoji. I've got to have some sort of purpose here. I'm going to help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll! So what is the meaning of fit in? Is it to belong to the group or be the right size? Listen again. Were you correct?
I'm an emoji. I've got to have some sort of purpose here. I'm going to help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll! Fit in means to belong to a group. It means you are accepted by others because you are like them. Gene did not want to be different from other emojis. He just wanted to be normal. Many people say that they too just want to fit in. And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. I'm looking forward to this episode. And I'm Kaveh. I came up with the topic. No, you didn't. Don't try to get away with saying you were the mastermind behind this awesome topic. Okay, why don't we get on with the lesson, since we don't have much time. Plus, we get along really well, so I don't want to fight. Friends? Friends. Three-part phrasal verbs are idiomatic expressions that have one verb and two particles. A particle is a word that must appear with another word to create meaning. Like, look forward to. Verb plus particle plus particle. Three-part phrasal verbs are useful when you're trying to express yourself in a natural way without being too wordy. But you have to remember a couple of things about three-part phrasal verbs. One, they are inseparable. No part of speech can separate them. Two, changing any part of the three-part phrasal verbs changes its meaning. Catch up to has a different meaning than catch up on, so be careful. And three, be aware that three-part phrasal verbs in American English might have a different meaning from the same phrasal verbs in British English. Here are the meanings of the three-part phrasal verbs we used today. Welcome to the Voice of America's Newswords. This newsword is from the Crossrail Project, a train tunnel now being built in London, England. Artifact. The underground project to connect Heathrow Airport to the financial district has uncovered more than 10,000 artifacts. One special artifact is a bronze medallion from the year 245 AD. An artifact is a simple object made and used by people in the past. In science, an artifact is a substance or structure formed by humans, not nature. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa.bạnlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.